Từ khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2019, lượng phương tiện từ miền Tây nghỉ lễ trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông tăng đột biến, khiến cầu Rạch Miễu quá tải, phương tiện giao thông ùn ứ hơn 4 km. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phải căng sức phối hợp điều tiết giao thông. Do ưu tiên chiều từ Bến Tre qua cầu Rạch Miễu nên vào khoảng 17 giờ, cảnh sát giao thông Bến Tre và Tiền Giang đã chặn các phương tiện đi hướng Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu, phía Tiền Giang phương tiện bị ùn ứ gần 2 km. Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết, do phương tiện ùn ứ nên trạm thu phí phải xả trạm 40 phút để giải phóng phương tiện. Đến khoảng 18 giờ, giao thông qua cầu Rạch Miễu đã giảm, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn túc trực ở hai đầu cầu để điều tiết giao thông. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.